Vịnh 16 đã nói rằng vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hữu trung này hư nát trong phần mộ. Trong lịch sử giáo hội, cả về thời cổ đại cũng như là đương đại, đặc biệt là trong thế kỷ 21 này, có những vị thánh có thân xác bất hoại được giữ nguyên một cách kỳ diệu sau khi đã qua đời, thách thức quá trình phân hủy thông thường mà vốn dĩ ai qua đời cũng phải trải qua. Thánh Cecilia có lẽ là vị thánh đầu tiên được biết đến đó là có thi thể không phân hủy. Các vị thánh này họ không giống như các xác ướp vì da của họ mềm mại và chân tay của họ cũng mềm, không có gì giống như phần xương khô, mảnh xương còn lại của những xác ướp. Trong những hoàn cảnh thông thường không có gì được làm để bảo tồn thân thể của những vị thánh này. Ở những hoàn cảnh thông thường không có thứ gì có thể làm phân hủy xác của các vị thánh. Quả thực, một vài thi thể trong số đó được chôn trong vôi, thứ dễ dàng phá hủy bất kỳ hài cốt nào mà lại không có tác dụng đối với những thánh nhân này. Một số thi thể cũng tỏa ra mùi dễ chịu, không phải là mùi hôi. Số thi thể khác chảy máu hay là chảy dầu, thách thức mọi giải thích của khoa học đương đại. Công giáo Roma và chính thống Đông Phương có niềm tin rằng sự không phân hủy đó là sự can thiệp siêu nhiên, tức là đến từ Thiên Chúa, cho phép vài thi thể con người, đặc biệt là các vị thánh, tránh quá trình phân hủy bình thường sau khi đã qua đời như là dấu hiệu về sự thánh thiện của các vị khi còn tại thế. Những cơ thể được cho là trải qua ít hoặc không phân hủy hoặc chậm phân hủy đôi khi được gọi là không hư hoại hay không thể thối rữa. Trong mầu nhiệm đức tin công giáo của chúng ta, nếu một xác vẫn không thể bị thối rữa sau khi đã qua đời, điều này thường được xem như là một dấu hiệu cho thấy người đó là một vị thánh. Tuy nhiên, không phải thánh nào cũng được mong đợi sẽ có một thi thể không thối rữa. Mặc dù sự thối rữa được nhìn nhận đó là siêu nhiên, nhưng nó không còn được tính là phép màu trong sự công nhận một vị thánh. Các thi thể được ướp không được công nhận là không thối rữa nữa. Ví dụ, trong khi thi thể của Đức Giáo Gioan 23 vẫn ở trạng thái nguyên vẹn đáng kể sau khi được khai quật, những chức trách của giáo hội nhanh chóng ghi nhận rằng thi thể đã được ướp và thêm vào đó là sự thiếu oxy trong quan tài ba lớp đóng kín của ngài. Sự không thối rữa được xem là khác biệt với sự bảo quản tốt của một thi thể, hay khác với xác ướp, người ta nói những thi thể bất hoại có mùi hương của sự thánh thiện, tỏa ra mùi hương dễ chịu hay nước hoa, mùi thơm khoan khoái. Hãy thách thức hoặc hỏi bất kỳ một tín hữu tin lành hoặc bất kỳ người công giáo nào là họ có thể tìm thấy bất kỳ thi thể nào không thối rữa do siêu nhiên của bất kỳ thành viên nào trong nhóm hoặc giáo phái của họ hay không. Họ sẽ cho chúng ta một cái nhìn chằm chằm trống không, bởi vì không có ai hết. Một điều vô cùng tuyệt vời khi biết rằng có đến 250 vị thánh công giáo được biết đến là có thi thể không phân hủy hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng trong cuộc cải cách tin lành, nhiều xác không phân hủy bị những người tin lành hủy hoại hoặc thiêu rụi. Danh sách các thi thể không phân hủy của các thánh như là thánh Agatha, thánh Agnes, chân phước Andrew Ranchi, chân phước Angela, thánh Angela Merici, chân phước Angelo of Axri, chân phước Angelo of Chiavasso, chân phước Anthony Bonfadini, chân phước Anthony, chân phước Antonia of Florence, thánh Benedict the More, thánh Bernadette Spirus, thánh Bernadette of Siena, thánh Cecilia, thánh John Bosco, thánh Vincent de Paul, thánh Teresa of Avila, thánh Maria Goretti và còn rất nhiều các vị thánh khác nữa.
lòng con lâng lâng trào dâng. Niềm hạnh phúc như mưa đổ trên miền đất khô, ơn thánh vô bờ. Tháng năm Chúa độ hồng ân dư tràn, từng phút bên Ngài, ôi tình yêu bao la huyền diệu. Ngài dìu con băng qua những nẻo đường đắng cay, con đã yêu Ngài, trái tim khát vọng những ước mong bên Ngài. Dẫn con qua dòng thời gian ngàn năm, Chúa ví như một ngày, một ngày như thể ngàn năm. Làm sao con đếm sao trên trời cát biển nào xanh được hồng ân. Đời con như đất hoang khô cằn từ lâu, đôi dâu xanh héo hon đêm ngày, mong trời tuôn đổ hạt mưa, mầm yêu thương nở hoa an bình. Ôi tình Ngài tươi gọi đời con, từng phút bên Ngài, lòng con lâng lâng trào dâng. Niềm hạnh phúc như mưa đổ trên miền đất khô, ơn thánh vô bờ. Tháng năm Chúa độ hồng ân dư tràn, từng phút bên Ngài, ôi tình yêu bao la huyền diệu. Ngài dìu con băng qua những nẻo đường đắng cay, con đã yêu Ngài, trái tim khát vọng những ước mong bên Ngài. Ân Chúa chứa chan trên đường đời con, mà đôi khi trái ngang trong đời, dập vùi con chẳng nhận ra, làm đôi mi ướt hoen lệ nhòa, trách thầm Ngài sao bỏ mặc con. Thời gian vẫn đi qua đời nội trôi, làm thân con hất hiu bên đời. Tình Ngài trên cả thời gian, ngàn năm sau vẫn không phai tàn, ấp ủ hoài suốt cả đời con. Từng phút bên Ngài, ôi lòng con lâng lâng trào dâng. Niềm hạnh phúc như mưa đổ trên miền đất khô, ơn thánh vô bờ. Tháng năm Chúa độ hồng ân dư tràn, từng phút bên Ngài, tình yêu bao la huyền diệu. Ngài dìu con băng qua những nẻo đường đắng cay, con đã yêu Ngài,
trái tim khát vọng những ước mong bên ngài, trái tim khát vọng những ước mong bên ngài, trái tim khát vọng những ước mong bên ngài.